Với ảnh hưởng của bão số 4 đã gây mưa lớn tại một số tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống điện, nhất là khi vẫn còn đang phải khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3 trước đó. Sau khi ra công điện khẩn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai, đoàn kiểm tra Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã cùng với đơn vị điện lực kiểm tra tại các vị trí xung yếu, đặc biệt là tại các trạm 110 kV, vì nếu mất điện sẽ gây ảnh hưởng rộng đến nhiều khách hàng. Ngay chiều nay thì sau khi mưa thì tất ở như tất cả các trạm 110 anh em chúng tôi đều đi lại và kiểm tra tất cả các tình hình của thiết bị mà trong trạm đang vận hành cũng như là một số cái đường dây xung yếu. Ngay sáng ngày hôm nay thì sáng nay 7 giờ sáng thì chúng tôi đã cử một đoàn công tác đi vào kiểm tra tại Hà Tĩnh, và đặc biệt là Hà Tĩnh có cái thủy điện Hố Hô mà tổng ty đang quản lý vận hành. Và 13 giờ 30 phút chiều nay thì tổ chức một đoàn nữa kiểm tra tại Thanh Hóa và Nghệ An. Và ngay chiều tối nay thì chúng tôi đã kiểm tra các cái trạm 110 tại địa bàn Thanh Hóa. Và sáng sớm ngày mai thì chúng tôi sẽ di chuyển vào Nghệ An và kiểm tra cái tình hình mà ứng trực cơn bão số 4 tại Nghệ An. Sau khi kiểm tra tại hiện trường, đoàn công tác đã họp tổng kết công tác ứng trực tại các địa phương, đồng thời chỉ đạo sát sao các điểm cần lưu ý. Điện lực miền Bắc cũng yêu cầu các điện lực trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung, ứng phó kịp thời với các tình huống, bảo đảm cấp điện, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng lao động, tài sản lưới điện và đặc biệt lưu ý thực hiện đúng theo tiêu chí 4 tại chỗ như đã chỉ đạo.